Barca bị loại khỏi Champions League, chương mới hay chương cuối của cuộc suy tàn? Hôm qua, Allianz Arena lạnh dưới 0 độ, nhưng lòng người Catalonia còn buốt lạnh hơn. Chu kỳ suy tàn thê thảm của Barca lại bước sang một chương mới, có thể hy vọng là chương cuối của cuộc hành trình. Việc đội bóng xứ Catalonia bị loại ngay từ vòng bảng Champions League 2021-2022 có thể thấy trước, nhưng vẫn vô cùng đớn đau, bởi thất bại trước Bayern nêu bật được thực tế đáng buồn về một gã khổng lồ chỉ còn là hư danh. Mơ một chiến thắng tại Munich cho Barca chẳng khác nào tin vào phép màu. Với đội chủ sân Nou Camp hiện tại, dù Xavi nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể thành công ngay lập tức. Đó là một gã khổng lồ nằm trong quan tài, hay nói cách khác là xương khô trong mả. Cần một cuộc cách mạng thực sự với những phép màu huyền diệu để gã khổng lồ đó tái sinh. Xavi hoặc có thể là một huấn luyện viên khác trong tương lai cần những con người mới để xây dựng đế chế mới. Những con người hiện tại chiếm tỷ lệ rất đông trong phòng thay đồ đã không còn đủ đẳng cấp mà một đội bóng khao khát vô địch cần có. Và đó không chỉ là vấn đề của sự quản lý yếu kém thảm hại của Bartomeu như Pique ám chỉ trong cuộc họp báo trước trận đấu, mà còn là màn trình diễn kém cỏi của nhiều cầu thủ, những cái tên sẽ bị tống khứ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sang năm. Tình huống mà Lewandowski vờn Pique như vờn trẻ con trong tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên không liên quan gì đến những sai lầm của vị chủ tịch tiền nhiệm, hoặc có thể liên đới bởi vì quý ngài có biệt danh Nobita này đã gia hạn hợp đồng với những cựu thần bằng những bản hợp đồng dài hạn kèm theo mức lương quá mức một cách khó hiểu. Điều đó trở thành trở lực để Barca hiện tại thực hiện cuộc cải tổ toàn diện. Barca đã bị loại khỏi Champions League bởi thất bại trước người Đức, nhưng gã khổng lồ xứ Catalonia đã bị hạ knock-out từ những lượt trận trước bởi thành tích quá tệ hại. Chỉ có 2 bàn thắng sau 6 lượt trận và cả hai được ghi vào lưới Dynamo Kiev, đội đứng cuối bảng. Không có gì tốt hơn để mong đợi được từ Barca của hiện tại. Và Xavi sẽ phải đưa ra những quyết định mạnh bạo để bấu víu chút hy vọng mỏng manh còn lại mà các thành viên và người hâm mộ đặt vào đội bóng, đặt cược tất tay vào những tài năng trẻ, loại bỏ những cựu thần không còn xứng đáng khoác áo Blaugrana và đòi hỏi Laporta phải chi đậm để chiêu binh mãi mã. Tiền ở đâu là chuyện của chủ tịch chứ không phải của huấn luyện viên. Barca cần một ngôi sao để tái thiết. Không có Messi, người nhân tiện đây vừa tỏa sáng trong màu áo PSG, Barca không còn ai để bấu víu và, tồi tệ hơn, toàn đội đã không còn mục tiêu. Và không có mục tiêu tức là không có động lực thì không thể thắng nổi đối thủ. Thậm chí cả Europa League, sân chơi hạng 2 của châu Âu, giải đấu mà Barca sắp sửa tham gia cũng chẳng phải mục tiêu. Bởi lẽ Xavi muốn Barca làm nên lịch sử bằng chiến thắng tại Munich. Và Barca đã làm nên lịch sử bởi một tin buồn. Đội bóng này lần đầu tiên không góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League sau 20 năm. Một bi kịch sẽ khiến Barca phải trả giá đắt, nhưng đội bóng phải chấp nhận và vượt qua. Nếu không, chương này chưa phải là chương cuối của cuộc suy tàn ghê gớm nhất trong lịch sử bóng đá đương đại.